Kết quả của các cuộc đàm phán mới nhất tại thủ đô Cairo của Ai Cập đã được các nhà trung gian Ai Cập và Qatar thông báo tới phái đoàn Hamas. Tuy nhiên, Hamas đã bác bỏ các điều kiện mà Israel đưa ra trong các cuộc đàm phán lần này. Quan chức cấp cao của Hamas, Osama Hamdan, hôm qua tuyên bố Hamas sẽ không chấp nhận các cuộc thảo luận về những điều kiện mới so với thỏa thuận mà lực lượng này đã đồng ý vào ngày 2 tháng 7 dựa trên các ý tưởng của Tổng thống Mỹ Joe Biden và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hamas phản đối việc Israel đã rút lại cam kết rút quân khỏi hành lang Philadelphia dọc theo biên giới Gaza-Ai Cập và đưa ra các điều kiện mới khác, bao gồm việc sàng lọc người Palestine phải di rời khi họ trở về phía bắc giải Gaza. Ông Osama Hamdan cũng nhấn mạnh, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải hướng tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, quyền tự do hồi hương cho người dân Gaza, cứu trợ và tái thiết, cũng như thỏa thuận trao đổi tù nhân. Các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đã không đạt được tiến triển tích cực, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại tình hình tại Trung Đông sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khi một cuộc xung đột khác giữa Israel và Hezbollah đã có bước leo thang nguy hiểm với các cuộc tấn công lẫn nhau diễn ra hôm qua có quy mô lớn nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Ngày 25 tháng 8, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Josep Borrell lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi của Liban về việc thực hiện nghị quyết của Liên Hợp Quốc khi cuộc khủng hoảng Trung Đông ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Truyền thông châu Âu ngày 25 tháng 8 thông tin, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Josep Borrell, đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc xung đột đang leo thang ở Trung Đông, nhấn mạnh những rủi ro nghiêm trọng mà nó gây ra ở cả khu vực và toàn cầu. Trên trang cá nhân của mình, ông nhấn mạnh tình hình ở Trung Đông đã đến mức độ nguy hiểm nghiêm trọng đối với khu vực và thậm chí còn tiềm ẩn những rủi ro lớn hơn. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi của Thủ tướng Liban về việc thực hiện ngay nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm mục đích chấm dứt các hoạt động thù địch và ổn định khu vực. Ông Josep Borrell nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn ở Gaza như một bước đi quan trọng để giảm thiểu nguy cơ xung đột leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Bình luận của ông được đưa ra chỉ vài giờ sau khi cuộc không kích lớn của Israel vào Liban làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực lớn hơn. Trong bối cảnh quốc tế ngày càng lo ngại về căng thẳng leo thang, các nhà lãnh đạo toàn cầu ngày càng kêu gọi các biện pháp giảm leo thang ngay lập tức để tránh một cuộc xung đột lớn hơn. Trước đó, sáng ngày 25 tháng 8, Văn phòng Điều phối đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Liban và Lực lượng Lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban mô tả các cuộc tấn công là những diễn biến đáng lo ngại, kêu gọi các bên ngừng bắn và kiềm chế các hành động làm tình hình leo thang hơn nữa. Tuyên bố khẳng định việc chấm dứt giao tranh và tiếp đó là thực thi nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là giải pháp duy nhất trong tình hình hiện nay. Sau hơn 10 tháng giao tranh không ngừng nghỉ, cùng hàng loạt tuyên bố và đe dọa, ngày 25 tháng 8, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban bất ngờ phát động các cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có, nhằm vào nhau, đẩy cục diện khu vực Trung Đông đến bờ vực xung đột toàn diện. Tuyên bố trong một cuộc họp báo tối qua, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari khẳng định, ít nhất 6 thành viên Hezbollah thiệt mạng trong cuộc tấn công phủ đầu do không quân Israel tiến hành vào Liban hồi sáng qua. Ông Hagari cho biết, trong cuộc tấn công, không quân Israel đã triển khai hơn 100 máy bay chiến đấu, đánh phá 270 địa điểm của Hezbollah ở phía nam Liban, phá hủy hàng nghìn tên lửa các loại của nhóm vũ trang đối địch. Khoảng 90% số tên lửa bị phá hủy là tên lửa tầm ngắn, được Hezbollah chuẩn bị cho đòn tập kích vào các khu dân cư phía bắc Israel. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng tuyên bố, cuộc tấn công phủ đầu của không quân nước này vào Liban sáng qua đã rất thành công. Theo đó, đòn phủ đầu đã khiến từ một nửa cho tới 2/3 số tên lửa mà Hezbollah dự định bắn vào các khu dân cư phía bắc Israel không thể rời bệ phóng. Ông Gallant đồng thời khẳng định quân đội Israel đang hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản nổ ra chiến tranh ở mặt trận phía bắc với Liban, dù đây không phải là hướng đi mong muốn. Về phần mình, trong một tuyên bố chiều qua, Tổng thư ký lực lượng Hezbollah ông Hassan Nasrallah khẳng định đợt tập kích bằng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái của nhóm này ngày hôm qua đã gây ra sự hỗn loạn nghiêm trọng tại Israel. Cuộc tấn công do Hezbollah độc lập tác chiến, không có sự phối hợp với bất kỳ đồng minh nào, nhằm đáp trả vụ quân đội Israel sát hại chỉ huy quân sự Fawad Shoukr hồi cuối tháng 7 vừa qua. Mục tiêu của đợt tập kích là các cơ sở quân sự của Israel, trong đó có hai căn cứ đều nằm ở phía bắc Tel Aviv. Thủ lĩnh Hezbollah nêu rõ, nhóm này sẽ xem xét kết quả đòn trả đũa hôm qua, nếu thấy chưa thỏa mãn, sẽ tiếp tục mở thêm cuộc tấn công mới vào Israel. Bên cạnh đó, người đứng đầu nhóm vũ trang lớn nhất Liban cũng khẳng định Iran và lực lượng Houthi ở Yemen sẽ tiến hành tấn công trả đũa Israel trong những tháng tới để báo thù việc quân đội thù địch ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran hồi cuối tháng 7
và không kích vào thành phố cảng Hodeidah của Yemen hồi tháng 6 vừa qua. Theo giới phân tích khu vực, đòn không kích phủ đầu của Israel vào Liban sáng qua cũng như cuộc tập kích tên lửa đáp trả ngay sau đó của Hezbollah vào Israel đều là các cuộc tấn công có quy mô lớn nhất mà mỗi bên tiến hành chống lại lực lượng đối địch kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới bùng phát hôm 8 tháng 10 năm 2023. Đây là bước leo thang nguy hiểm, có thể đẩy toàn khu vực Trung Đông vào một cuộc xung đột phức tạp với nhiều lực lượng tham gia, bao gồm cả Mỹ, Iran và một số bên liên quan khác. Trước thực tế này, Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia đã kêu gọi các bên hành động trách nhiệm và kiềm chế tối đa, không để tình hình vượt tầm kiểm soát và gây ra những hậu quả thảm khốc cho tất cả các bên cũng như toàn khu vực. Ngay sau các cuộc tấn công quy mô lớn xảy ra vào sáng 25 tháng 8 giữa Israel và Hezbollah, Liên Hợp Quốc, Liban và Ai Cập đã ra tuyên bố kêu gọi các bên kiềm chế, không làm tình hình leo thang hơn nữa. Văn phòng điều phối đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Liban và lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban mô tả các cuộc tấn công là những diễn biến đáng lo ngại, kêu gọi Israel và Hezbollah ngừng bắn và kiềm chế các hành động làm tình hình leo thang hơn nữa, yêu cầu các bên tuân thủ nghị quyết số 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã được thông qua nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah vào năm 2006. Thủ tướng tạm quyền Liban Najib Mikati đã triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp, cho biết ông đã tổ chức một loạt các cuộc tiếp xúc với các nước liên quan để tránh tình hình leo thang và nhấn mạnh việc áp dụng nghị quyết số 1701 để ngăn chặn hành động xâm lược của Israel. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ai Cập tuyên bố nước này đã cảnh báo về những nguy cơ khi xung đột Israel-Hezbollah leo thang và kêu gọi sự ổn định cho Liban trước những diễn biến nguy hiểm mới nhất. Một cuộc đụng độ lớn nhất giữa Israel và Hezbollah trong hơn 10 tháng xung đột xuyên biên giới đã xảy ra vào sáng sớm nay khi Hezbollah đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở quân sự của Israel, trong khi quân đội Israel cho biết họ đã tấn công phủ đầu bằng khoảng 100 máy bay chiến đấu, phá hủy hàng nghìn bệ phóng tên lửa của Hezbollah ở miền nam Liban. Cục diện đối đầu quân sự qua biên giới giữa Israel và Liban ngày 25 tháng 8 chứng kiến bước leo thang cực kỳ nghiêm trọng khi quân đội Israel phát động chiến dịch không kích tấn công phủ đầu, quy mô lớn chưa từng có vào quốc gia láng giềng để trấn áp lực lượng Hezbollah. Thông báo kèm hình ảnh của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, hơn 100 máy bay chiến đấu của không quân nước này đã tấn công phủ đầu hàng nghìn mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Liban trong sáng nay, đánh dấu cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có của Israel vào quốc gia láng giềng kể từ sau cuộc chiến mùa hè năm 2006. Trong tuyên bố đầu tiên sau chiến dịch tấn công phủ đầu chưa từng có vào Liban, Thủ tướng Israel khẳng định không quân nước này đã phá hủy hàng nghìn tên lửa của lực lượng Hezbollah. Tại cuộc họp bất thường nội các an ninh Israel tại Tel Aviv, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch tấn công phủ đầu vào Liban được phát động sau khi IDF nhận thấy Hezbollah đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel. Ông Netanyahu nêu rõ Israel đang tiếp tục thực hiện nguyên tắc đơn giản là sẽ làm tổn hại bất kỳ ai gây tổn hại cho Israel. Trước đó, Bộ Quốc phòng Israel ban bố tình trạng khẩn cấp 48 giờ, bắt đầu từ 6 giờ sáng theo giờ địa phương. Hoạt động hàng không tại sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv bị đình chỉ trong nhiều giờ, trong khi các trường đại học trên toàn Israel thông báo hủy mọi hoạt động, bao gồm kỳ thi đã được lên kế hoạch tổ chức. Hezbollah đã đáp trả bằng việc bắn hàng trăm quả tên lửa về khu vực phía Bắc và miền Trung Israel. Một tuyên bố của Hezbollah khẳng định chiến dịch tập kích tên lửa vào Israel nhằm báo thù vụ Israel ám sát thủ lĩnh quân sự Fuad Shukr hồi cuối tháng 7 đã đạt được mục tiêu đề ra. Theo đó, Hezbollah đã phóng 320 quả tên lửa tấn công nhiều mục tiêu quan trọng của Israel, trong đó có hai cơ sở quân sự ở miền Trung Israel. Tuyên bố của Hezbollah cũng để ngỏ khả năng nhóm này có thể phát động cuộc tấn công tiếp theo vào Israel trong ngày 26 tháng 8. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về số lượng thương vong trong chiến dịch không kích phủ đầu của Israel vào Liban cũng như trong các cuộc tập kích tên lửa trả đũa của Hezbollah vào Israel. Nhiều quốc gia trong khu vực đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về bước leo thang quân sự nguy hiểm mới nhất giữa Israel và Hezbollah, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và hồi thúc cộng đồng quốc tế lập tức can thiệp ngăn chặn xung đột.